Xin chào quý anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị chức năng quyền cấp ở phiên bản V3.11, hoàn thiện kịch bản chăm sóc khách hàng tự động qua email. Nếu là trước đây, anh chị sẽ xây dựng kịch bản email cho tất cả các chiến dịch, nhưng với phiên bản này, anh chị có thể thêm nhiều sự lựa chọn và xây dựng kịch bản email cho từng chiến dịch. Điều này giúp quản lý và chỉnh sửa kịch bản email với từng chiến dịch sẽ thuận tiện hơn. Đầu tiên, anh chị vẫn sẽ tạo kịch bản email trước bằng cách vào menu, chọn quản lý kịch bản. Sau đó bấm vào chỉnh sửa kịch bản email mà anh chị muốn hoặc tạo mới. Nếu chỉnh sửa, anh chị bấm vào icon này. Ở đây em sẽ điều chỉnh kịch bản email này thay vì chạy chung cho tất cả. Em sẽ chọn chiến dịch tìm hiểu về EY Affiliate. Sau khi chọn xong, anh chị bấm áp dụng. Và sau đó anh chị bấm lưu. Vậy là xong, chúc anh chị thành công.